Zombie Apocalypse. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Review TV của mình. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn chương 520, 521 của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương trước, tại thi đấu tràng, Ngô Hạo mặc dù đã đột phá cửu tinh đại đấu sư, nhưng hiển nhiên cũng không phải đối thủ của tên Bạch Trình kia. Trong lúc Huân Nhi định ra tay, thì Tiêu Viêm vừa kịp lúc ra mặt. Trước khi đại chiến, cả hai đều trao cho nhau những lời yêu thương đầy khó chịu. Một bên vừa đột phá đấu linh, một bên là lục tinh đấu linh. Liệu Tiêu Viêm có thắng được trận này? Mời các bạn đón nghe. Chương 520, đối chiến lục tinh đấu linh. Đối với việc Tiêu Viêm có thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, bọn người Huân Nhi đều đã biết, cho nên nhìn thấy lực lượng của hắn hiện giờ tăng mạnh, cũng chưa từng cảm thấy quá bất ngờ. Nhưng ở chỗ đám người Lâm Tu Nhai cũng không khỏi phát ra một tiếng hô kinh dị. Thực lực mạnh như bọn họ, tự nhiên là có thể phát hiện được. Thực lực của Tiêu Viêm lúc này cơ hồ đã sắp đuổi kịp Bạch Trình. Hiện tượng này phát sinh quả nhiên là làm người ta rất là kinh ngạc. Dù sao, đây chính là chênh lệch 6 tinh cấp bậc. Người kia, khó trách lần đầu gặp hắn đến giờ ta mơ hồ bên trong có loại cảm giác thận trọng. Hóa ra là hắn còn lưu lại thủ đoạn cỡ này. Lâm Tu Nhai trong mắt lại lộ một chút vẻ kinh ngạc hơn người khác nhiều. Hiển nhiên Tiêu Viêm lần này bùng nổ đã nằm ngoài dự kiến của hắn rất nhiều. Một bên Nghiêm Hạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm phía dưới, xem biểu tình trên mặt người này, tựa hồ đối với việc hắn vừa rồi đột nhiên bùng nổ này có hứng thú không nhỏ. Nghe được lời nói của Lâm Tu Nhai, hắn cũng khẽ gật đầu đồng tình. Ánh mắt dời đi, cuối cùng dừng lại tại nơi trông có chút âm u. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ cũng là nghe thấy được nơi đó truyền ra một tiếng kêu kinh dị thật khẽ. Lần này Bạch Trình đích thật là đụng nhầm thiết bản rồi. Nói không chừng bài danh cường bản lần này là hắn chấp tay đưa cho người ta. Nghiêm Hạo khóe miệng khẽ cười, vui sướng khi người ta gặp họa cười nói. Đám người Lâm Tu Nhai cười cười, lại lần nữa đem ánh mắt tập trung vào trong vòng chiến phía dưới. Sau khi Tiêu Viêm thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, thực lực không thể nghi ngờ trong khoảng thời gian ngắn đã có thể đạt tới trình độ xấp xỉ như của Bạch Trình. Bởi vậy, khi Bạch Trình nhìn Tiêu Viêm thanh thế đột nhiên tăng vọt, trên khuôn mặt đang cười lạnh cũng nhìn không được mấy lần biến hóa. Đối với chuyện Tiêu Viêm có thể tăng lên thực lực mạnh mẽ, hắn cũng biết một chút ít, bất quá đối với việc này cũng chưa quá mức để vào trong lòng, bởi hắn cho rằng, loại tăng thực lực mạnh mẽ kiểu này thủy chung đều là bàn môn tà đạo, một khi thời gian trôi qua sẽ lộ nguyên hình ngay. Trong lòng ý niệm khinh thường như vậy, nên khi người trước mặt kia mang theo khí thế bôn lôi đánh úp cũng chỉ thoáng có chút dao động. Nhưng tới giờ phút này Bạch Trình mới thật sự hiểu được là mình ngay từ đầu đã quá khinh thường Tiêu Viêm. Hung hăng cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt trường thương, ánh mắt Bạch Trình gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang từ từ tiếp cận, trong mắt xẹt qua một chút hàn quang. Rõ ràng trận chiến này đối với hắn là đại biểu cho cái gì. Nếu là bất hạnh thua trận, bài danh của mình ở cường bảng chỉ sợ cũng lập tức bị Tiêu Viêm thay thế, hơn nữa còn liên lụy đến uy danh của Bạch Bang cũng bị giảm sút, làm cho địa vị trong nội viện xuống dốc không phanh. Cho nên mặc kệ Tiêu Viêm trước mặt đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực, hắn hôm nay bằng bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải đem Tiêu Viêm đánh bại. Tên gia hỏa cuồng vọng, hôm nay ta phải cho ngươi thấy thực lực chân chính của cao thủ cường bản. Bất luận ngươi còn lưu lại thủ đoạn gì, ta cũng phải cho ngươi mãi mãi tin điều đó. Trên khuôn mặt xẹt qua một chút sảng giọng, đấu khí màu vàng sẫm giống như nước sông Hoàng Hà không ngừng cuồn cuộn từ trong cơ thể Bạch Trình trào ra, thậm chí đến cuối cùng còn đem toàn bộ thân thể bao bọc vào trong. Còn đấu khí bên ngoài trông như mặt nước gần sóng chậm rãi lưu chuyển, giống như một dòng nước phát ra hoàng sắc quang mang đang xoay chuyển. Quang đoàn đấu khí màu vàng hơi hơi run run, chợt trước mắt bao người bộc phát ra một tiếng quát khẽ. Trường thương cấp tốc đâm ra nhanh như chớp về phía trước, mà mỗi lần trường thương chuyển động đều xuất hiện một đạo tàn ảnh. Trường thương của Bạch Trình chuyển động với tốc độ cực kỳ khủng bố, chỉ một tích tắc, tàn ảnh trường thương lập tức đem toàn bộ không gian trước mặt bao phủ kín. Lúc này trông hắn giống như một con ma thú hung hãn xông đến chỗ Tiêu Viêm,
trong nháy mắt đem thương ảnh phong tỏa ở bên ngoài. Hừ. Tàn ảnh trường thương màu vàng sẫm ngừng lại ở giữa không trung. Mũi thương lóe ra hàn quang khác thường, được đấu khí vàng sẫm cường hóa, mỗi một đạo tàn ảnh này đều có đủ lực lượng để xuyên thủng thạch bích. Bạch Trình nhìn Tiêu Viêm đã gần trong gang tấc, một tiếng quát lạnh đột nhiên bùng nổ. Mà theo tiếng quát này phát ra, trước mặt Tiêu Viêm liền dày đặc thương ảnh màu vàng sẫm, đột nhiên bạo phát. Cùng với đó là tiếng kêu xé gió bén nhọn ô ô vang lên trong vòng chiến, nghe cực kỳ chói tai. Số lượng thương ảnh rất nhiều, có thể ngưng tụ ra nhiều thương ảnh như vậy, cũng đủ thấy thực lực Bạch Trình mạnh mẽ cỡ nào, cao thủ cường bản, đích xác danh bất hư truyền. Nếu là đổi lại những đấu linh bình thường khác, dưới thế công sắc bén này của Bạch Trình sợ là tay chân không khỏi một trận luống cuống. Nhưng Tiêu Viêm kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn so với người khác, hơn nữa nhờ sử dụng thiên hỏa tam huyền biến nên đã có thể chống lại lực lượng của Bạch Trình. Bởi vậy, mặc dù thấy thương ảnh lóe ra, kình phong nghiêm nghị, song cũng chưa từng làm cho Tiêu Viêm có chút lùi bước. Huyền trọng thước trong tay đột nhiên giơ lên, chợt lấy một tư thế cực kỳ đơn giản, mạnh mẽ bổ thẳng xuống. Phá! Huyền trọng thước bổ xuống quả thực trông rất là bình thường, không có nửa điểm hoa mỹ, nhưng lập tức mang theo một loại khí thế vô cùng tự như phá núi rời non mà ra, thân thước bổ xuống như phá không mà đi, thậm chí ở trong không khí còn mơ hồ để lại một đạo dấu vết màu đen. Thước bổ xuống hình thành cuồng phong mạnh mẽ, tạo ra kình khí cường hãn áp bách xuống dưới. Mặt đất cứng rắn cũng văng tung tóe ra một đường khe nứt. Đủ thấy Tiêu Viêm bổ xuống mạnh thế nào, mà nhìn thấy một kích mạnh mẽ kia của Tiêu Viêm, người xem trên khán đài hơi hơi có chút động dung. Chiến đấu kịch liệt như vậy, quả thực có chút phấn khích. Đinh, đinh. Trọng thước bổ xuống, va chạm từng đạo thương ảnh ẩn chứa kình phong sắc bén, liền không ngừng bộc phát ra tiếng vang thanh thúy của kim loại đụng nhau, thương ảnh cấp tốc tiêu tán, chỉ còn từng đạo kình khí cấp tốc khuếch tán ra liên tục, nhờ đó mới có thể làm cho người ta biết được hai người va chạm đang bùng nổ giao phong kịch liệt. Tới cuối cùng, thương ảnh rập trời nhanh chóng biến mất. Đánh thêm vài đạo thương ảnh, rốt cục thì Bạch Trình cũng bỏ qua loại công kích vô vị này, trường thương liền ngưng tụ, nhất thời tạo thành một thanh trường thương thực chất nhanh như chớp xé rách không khí, kình phong bén nhọn tại mũi thương cấp tốc ngưng tụ, trực tiếp hướng phía ngực Tiêu Viêm đâm tới. Đôi mắt nheo lại, trọng thước trong tay Tiêu Viêm cực kỳ linh hoạt đem thu về trước ngực, giống như một tấm chắn màu đen, vững vàng đứng sừng sững trước người. Mà trường thương màu vàng sẫm kia cũng vừa lúc đâm vào chính giữa thân thước trọng lớn. Hai người tiếp xúc, phía trên thân thương rồi đột nhiên bùng nổ kình lực mạnh mẽ. Dưới kình lực mạnh mẽ đó, bàn chân Tiêu Viêm trượt về phía sau 2-3 thước trên mặt đất rồi mới ngừng. Hừ, đẩy lui Tiêu Viêm, Bạch Trình hừ lạnh một tiếng. Hai tay nắm chặt chui thương hơi hơi rung lên, phía trên thân thương hào quang liền đột nhiên đại thịnh, hoàng sắc quang mang chói mắt giống như ánh sáng mặt trời từ bên trong vòng chiến lóe lên. Suy. Khi hoàng sắc quang mang tăng vọt, liền có một đạo năng lượng màu vàng giống như con rắn trong các mạnh mẽ thiểm lược mà ra, cái miệng khổng lồ dữ tợn, hung hăng va chạm ở phía trên trọng thước. Thình thịch. Trong lúc hai người va chạm, một tiếng vang thật lớn bộc phát ra, một cổ kình khí gần sóng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khuếch tán, sàn nhà cứng rắn dưới chân Tiêu Viêm, không ngừng lan tràn các vết nứt như cái khe nhỏ. Lòng bàn tay thật mạnh giữ ở phía trên thân thương, lục tinh đấu linh thực lực lúc này không hề giữ lại mà bộc phát ra, kình khí vô cùng cường hãn oanh kích trên thân thước, mũi thương do dùng sức liền hơi cong lên, chợt huyền trọng thước liền ở trước mắt bao người, hưu một tiếng từ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm văng ra, cuối cùng ở giữa không trung xoay tròn vài cái, cắm chết ở trên mặt đất ngoài vòng chiến. Trọng thước của Tiêu Viêm rời tay, trên khán đài lập tức một tiếng ồ lên. Ngoại trừ những người có quan hệ mật thiết với Tiêu Viêm, cho dù là thành viên bàn môn, đều nhịn không được nắm chặt nắm tay, nét mặt vô cùng khẩn trương. Không có vũ khí, thử xem ngươi lấy cái gì mà đánh. Một kích ẩn chứa toàn lực, rốt cục cũng chấn bay vũ khí của Tiêu Viêm. Trong lúc nhất thời, Bạch Trình thậm chí thấy được thắng lợi gần trong gang tấc, hăng hái cười to một tiếng, trường thương trong tay cũng không chút nào dừng lại, vẫn hướng về phía ngực Tiêu Viêm tấn công. Trọng thước rời tay, lông mi Tiêu Viêm hơi hơi cao, không thể không nói, thương thuật Bạch Trình so với Bạch Sơn hơn hẳn về mặt sắc bén cùng ngoan độc, trường thương nhanh như điện, cảm thụ được nơi ngực mơ hồ nổi lên cảm giác đau đớn,
phía trên bàn chân ngân quang hiện lên, thân hình rung lên, một tàn ảnh cực kỳ mơ hồ còn lưu tại chỗ cũ, mà thân thể lúc này cũng đã xuất hiện ở khu vực cách đó hơn 10 thước. Trường thương như chớp xuyên thủng tàn ảnh, khẽ rung lên, lập tức đem tàn ảnh đánh thành hư vô. Bạch Trình ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm cách đó hơn 10 thước, cười lạnh nói: "Còn không nhận thua? Hiện tại nếu ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta còn hạ thủ lưu tình, còn không, đau thương không có mắt, đợi gãy tay què chân, đừng trách học trưởng ta xuống tay tàn nhẫn." Ở địa phương như sân thi đấu này, nội viện vẫn chưa hạn chế không thể ra sát thủ, thế nhưng tình hình chung, trừ khi quan hệ song phương cực kỳ xấu, nếu không phần lớn đều là lưu lại một đường, dù sao nơi này mặc kệ nói như thế nào, cũng đều là học viện, thực sự không phải là nơi chém giết đẫm máu. Không để ý đến vẻ đắc ý của Bạch Trình, Tiêu Tiêm tùy ý liếc mắt một cái về phía trọng thước ngoài sân đấu, hơi hơi xoay thân mình, cảm thụ được trong cơ thể vào giờ khắc này bởi vì thoát ly trọng xích trói buộc, đấu khí hùng hậu giống như hồng thủy ầm ầm chảy ra, làm cho khóe miệng Bạch Trình đang tươi cười cũng trở lên có chút âm trầm. Quay mặt lại, nhìn thấy ánh mắt âm trầm lạnh như băng của Bạch Trình, Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, cũng chưa mở miệng nói chuyện, phía trên bàn chân, ngân quang lại lần nữa thoáng hiện, chợt đạp nhẹ một bước, thân hình như quỷ mị. Bỗng xuất hiện bên cạnh người Bạch Trình, đấu khí màu xanh cực nóng bao trùm nắm tay, mang theo nhiệt độ cùng phong nhận sắc bén, hung hăng đánh tới hướng đầu hắn. Tiêu Viêm vào giờ khắc này thể hiện ra tốc độ khủng bố, làm cho đồng tử Bạch Trình đột nhiên co rụt lại, đầu như phản xạ có điều kiện giật về phía sau, nắm tay mang theo nhiệt độ cùng phong nhận sượt qua khuôn mặt, liền có cảm giác nóng rực và đau rát. Hắn, tốc độ của hắn tại sao lại đột nhiên tăng vọt lên như vậy? Trước mắt hiện lên một bóng đen, làm trong lòng Bạch Trình tràn ngập sợ hãi, hỗn hển thì thào. Hắn đối với Tiêu Viêm không tiếp xúc, tự nhiên là không biết, Tiêu Viêm thoát ly huyền trọng thước, mới thực sự ở trạng thái sức chiến đấu hoàn toàn bùng nổ. Đối với người khác mà nói, mất đi vũ khí có lẽ chính là loại đã kích trí mạng, nhưng với Tiêu Viêm mà nói, cũng là giúp hắn thoát ly khỏi một loại trói buộc. Trong tay Tiêu Viêm không có huyền trọng thước, cũng không có đeo găng tay, lúc này đây mới thật sự chính là tay không chiến đấu với vũ khí. Chương 521, lại dùng đan dược. Quyền phong bay qua trước mặt Bạch Trình, nhưng mà hắn còn không kịp kêu may mắn, khuỷu tay Tiêu Viêm liền đột nhiên hung hăng nện xuống, kình phong bén nhọn liền từ khuỷu tay phóng thành hình, kèm theo tiếng vang chói tai làm cho màng nhĩ hắn cũng xuất hiện một trận đau đớn. Tay phải nắm chặt trường thương chống trên mặt đất, đem thân thể ổn định lại, tay trái Bạch Trình vội vàng nâng lên, cuối cùng cùng với khuỷu tay Tiêu Viêm va chạm thật mạnh vào nhau, ngay sau đó liền xuất hiện kình khí gợn sóng khuếch tán, mơ hồ lúc đó có âm thanh răng rắc rất nhỏ của xương cốt vang lên. Nắm tay hắn cùng khuỷu tay Tiêu Viêm chạm vào nhau, Bạch Trình lập tức cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong đó, lập tức sắc mặt trắng bệch, mà khi cổ kinh lực cường hãn áp uống, liền đem thân thể hắn trực tiếp nện ở trên mặt đất, một cái khe nhỏ liền từ đó lan ra. Tiêu Viêm lạnh lùng nghiêm mặt không hề đình trệ, mũi chân hơi cong, đấu khí màu xanh cấp tốc ngưng tụ, lại lần nữa hung hăng nhằm đầu Bạch Trình đã ngã xuống mặt đất đá vào. Xem tư thế này, nếu là bị đá trúng cho dù thực lực Bạch Trình thì ít nhất cũng phải hôn mê đương trường. Đối với kình phong bén nhọn đang nhằm hướng đầu đánh thẳng đến, cả người Bạch Trình toát mồ hôi lạnh, lập tức bất chấp chật vật, thân thể lăn lộn vài vòng trên mặt đất, đem một cước nguy hiểm của Tiêu Viêm né tránh qua. Giữa sân, từ khi trọng thước của Tiêu Viêm rời tay cho tới lúc Bạch Trình chật vật tránh né, bất quá ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ, thế nhưng như vậy so với dự đoán của mọi người lại hoàn toàn bất đồng, làm cho khán giả trên khán đài đầy kinh ngạc. Mấy thành viên Bạch Bang vốn đang cười vang liền giống như bị ai đó chẹn họng, chỉ còn âm thanh khàn khàn từ bên trong yết hầu truyền ra. Cùng so sánh với các thành viên Bạch Bang âm thanh chợt lặng đi, là những tiếng hoan hô vang trời của bên phía kia. Vốn cho là mất đi trọng xích Tiêu Viêm sẽ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể lật ngược thế trận, ngược lại còn chiếm thế thượng phong đem Bạch Trình đánh cho lăn lộn trên mặt đất. Tình huống ngoài ý muốn phát sinh làm cho vẻ mặt khẩn trương của thành viên bên này nhìn không được phát ra từng trận hoan hô, ngoài ra còn cả những âm thanh trào phúng vui cười như tiếng mắng trả lại cho các thành viên Bạch Bang lúc trước đầy vẻ đắc ý, làm cho bọn chúng tức giận đến mặt mũi xanh mét. Tiêu Viêm quả là rất mạnh, xem ra lần này từ độ mạnh yếu lúc xuất quyền cho đến tốc độ,
tự hồ so với lúc trước tay cầm hắc thước còn mạnh hơn một chút. Ở một chỗ trên sân thi đấu, nhìn thấy Tiêu Viêm bỗng nhiên bộc phát, Nghiêm Hạo không khỏi có chút kinh dị nói. Mạnh lên không phải chỉ một chút. Lâm Tu Nhai hơi hơi nhíu mày, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được Tiêu Viêm sau khi trọng xích rời tay hơi thở càng trở lên hùng hậu hơn. Trong lòng một phen tư lượng, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía Huyền Trọng Thước ở phía ngoài sân đấu, nhẹ giọng nói. Ta nghĩ, vấn đề hẳn là ở vào phía trên cây thước kia. Nghe được Lâm Tu Nhai nhắc nhở, đám người Nghiêm Hạo cũng tập trung ánh mắt lại, hồi tưởng lại lúc Trọng Thước thoát khỏi tay Tiêu Viêm thực lực đột nhiên tăng mạnh, lập tức nhận ra điều đó liền giật mình gật gật đầu. Người kia, thật đúng có nhiều thứ ngoài dự đoán của mọi người. Thân hình chật vật sau khi lăn trên mặt đất một vòng, Bạch Trình liền thừa cơ nhảy đứng lên, nghe được chung quanh khán đài vang lên tiếng cười vang, khuôn mặt không khỏi lúc trắng lúc xanh, một lúc sau, lại lần nữa trở về vẻ âm trầm lúc trước, ánh mắt băng hàn nhìn Tiêu Viêm, nói. Hảo tiểu tử, vẫn còn có thủ đoạn này nữa, ta thật sự đã quá coi thường ngươi. Hơi hơi dò xét song chưởng, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài, theo đó là niềm vui sướng cực kỳ, trong cơ thể tựa hồ như chất chứa một loại lực lượng vừa mới thức tỉnh, làm cho hắn có cảm giác sung sướng muốn ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài. Sau khi tấn giai, trận chiến đấu này chỗ tốt đối với Tiêu Viêm chính là không nhỏ. Ngươi bây giờ có thể hơn ta được sao? Tiêu Viêm châm chọc cười, còn không chờ đối phương đáp lời, dưới chân ngân quang lóe ra, bóng người liền lại lần nữa như quỷ mị xuất hiện bên cạnh người Bạch Trình, mang theo nắm tay với kình phong sắc bén, khử tay, hai chân đều hết thể dùng làm bộ vị công kích. Trong khoảnh khắc Tiêu Viêm thi triển liên miên, từng đạo tàn ảnh ở giữa không trung ngưng lại, quyền phong tạo ra tiếng vang ô ô, ở trên sân đấu giống như có cuồng phong nổi lên không ngưng nghỉ. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, lúc này thấy Tiêu Viêm mãnh liệt công kích, Bạch Trình không còn thất thố như vừa rồi nữa. Trong tay trường thương xảo quyệt vũ đồng, đem Tiêu Viêm chỉ còn có thể thấy được một ít tàn ảnh công kích mà chống đỡ xuống. Bên trong vòng chiến, hai đạo nhân ảnh liên tục di chuyển, đấu khí màu xanh cùng vàng sẫm mỗi một lần va chạm đều giống như bộc phát ra tiếng sấm sét nổ vang, kinh khí khuếch tán, tạo ra không ít khe nứt trên mặt đất bằng tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được cấp tốc lan tràn ra. Thình thịch, thình thịch. Tiếng va chạm trầm thấp vang lên không ngừng từ trong vòng chiến truyền ra, tới cuối cùng, hai đạo nhân ảnh tung ra toàn bộ đấu khí, chỉ còn có thể thấy mơ hồ hai luồng quang ảnh. Kinh khí mãnh liệt tạo ra cho dù là đang ở cách xa hơn 10 thước cũng có thể cảm nhận được, điều này khiến cho một ít khán giả có chút khó thở. Nhìn trận chiến giữa sân hung hãn vô cùng, trên khán đài không ít người âm thầm cứng lưỡi, thấy hai người đang giao phong ác liệt, nhìn chẳng thể phân biệt được trình độ cao thấp của họ, làm cho một số người cảm thấy kinh ngạc. Bạch Trình bên trong nội viện thanh danh mặc dù không bằng đám người Lâm Tu Nhai, nhưng mặc dù nói như thế nào, cũng là liệt danh trong cường bảng cao thủ. Kỳ thật thực lực hắn nhìn khắp toàn bộ nội viện cũng là có thể đi vào trình độ nhất lưu. Vậy mà hiện giờ Tiêu Viêm mới chỉ tiến vào nội viện chưa tới nửa năm lại cũng có thể cùng với hắn chiến đấu tới mức này, hơn nữa còn không hề ở vào thế hạ phong. Thành tựu như thế này thật sự là làm cho một ít đệ tử sớm đi vào nội viện cảm thấy xấu hổ. Giữa sân trận chiến đi vào hồi gây cấn, trên khán đài âm thanh cũng nhỏ đi nhiều. Rất nhiều người trong lòng bàn tay véo một cái rồi nhìn hai luồng quang ảnh như thiểm điện kia. Đến lúc này, cơ hồ song phương đều là hoàn toàn bùng nổ, chỉ cần thoáng có một chút né tránh chậm trễ, chỉ sợ sẽ bị đối thủ bắt lấy sơ hở, tiến tới phát động một kích quyết định thắng bại. Hai mắt nheo lại, hàn quang lạnh lẽo bắn ra, trong lòng Bạch Trình vô cùng lo lắng, vốn cho là thi triển toàn lực thì chuyện thu thập sơ cấp đấu linh như Tiêu Viêm hẳn là không khó. Hắn tuyệt không nghĩ tới hiện giờ lại bị Tiêu Viêm đưa vào thế giằng co, dù có công kích sắc bén thế nào, người kia đều là giống như một loại keo da trâu, gắt gao bám sát bên mình, thân thể hắn ẩn chứa lực đạo rất mạnh với thế công liên miên không ngừng, làm cho công kích của trường thương không thể thi triển, dưới. Loại tình huống dây dưa này khiến cho Bạch Trình không khỏi hiện ra tâm tình lo lắng vô cùng. Vô luận như thế nào cũng phải đánh bại loại du côn cắt ké này. Xem ra chỉ có thể vận dụng hàng nhạn cấp. Trong lòng lại lần nữa hiện lên ý niệm, khuôn mặt Bạch Trình trong giây lát dữ tợn hơn rất nhiều, tay phải nắm chặt trường thương chống trả Tiêu Viêm, tay trái tiền tòi, một quả đan dược tử hồng sắc từ bên trong tay áo rơi vào lòng bàn tay, liền rất nhanh nhét vào trong miệng.
đang dược vào miệng, khuôn mặt Bạch Trình nháy mắt hiện lên tử hồng sắc quỷ dị. Một tiếng kêu từ yết hầu truyền ra, trong giây lát phía trên thân thể một loạt đấu khí màu vàng sẫm bạo dũng ra. Bên trong đấu khí vàng sẫm, tự hồ còn pha lẫn chút tử hồng sắc nhàn nhạt. Nắm tay thật mạnh nện phía trên thân trường thương thoáng gấp khúc, chợt bộc phát ra một cổ lực lượng cực kỳ cường hãn. Khi cổ lực lượng này đánh ngược xuống, Tiêu Viêm trở tay không kịp lui ra phía sau từng bước, nhưng khi cước bộ vừa mới ổn định, trước mặt liền thấy hoàng ảnh lướt qua, tốc độ đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Bạch Trình dùng sức huy động trường thương, đánh thật mạnh lên trên cánh tay Tiêu Viêm. Phật! Thanh âm trầm thấp vang lên, trên cánh tay Tiêu Viêm một trận đau đớn kịch liệt. Bạch Trình bỗng tăng vọt lực lượng, trực tiếp đem Tiêu Viêm đánh lui 5-6 mét. Hơn nữa một kích này còn làm cho Tiêu Viêm sắc mặt thoáng chút trắng bệch. Nguyên Lai đang tập trung vào trong vòng chiến, đột ngột lúc này xuất hiện biến hóa, làm cho khán giả bên ngoài vô cùng lo lắng. Mà khi ánh mắt bọn họ nhìn thấy sắc mặt Bạch Trình hiện ra tử hồng sắc, rất nhiều người đều ngẩn người ra, một ít người dẫn đầu kêu lên: Bạch Trình ăn đan dược. Nghe được tiếng la này, trên khán đài nhất thời có chút ầm ầm lên. Tuy nói trong thi đấu thể thao ở giữa sân tỷ thí ăn đan dược cũng không tính phạm quy, nhưng nói như thế nào thì đối thủ của Bạch Trình cũng chỉ là một gã tân sinh mới vừa gia nhập nội viện chưa tới nửa năm, hơn nữa thực lực so với chính mình thấp hơn. Vậy mà trong chiến đấu còn muốn dựa vào việc ăn đan dược để tăng thực lực, hành động này thật sự khiến cho người ta khinh thường. Cước bộ trên mặt đất cấp tốc khởi động, Tiêu Viêm đem kình khí hóa giải, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Trình không chỉ có khuôn mặt tử hồng, hơn nữa ngay cả ánh mắt đều là hiện lên một ít tử hồng sắc, khẽ nhíu mày, cười lạnh nói: Đan dược không tệ, không ngờ có thể lập tức tăng lực lượng lên nhiều như vậy. Thắng làm vua thua làm giặc, chiến đấu sinh tử chân chính, không ai quan tâm đến quá trình chiến đấu, kết cục mới là trọng yếu nhất. Bạch Trình âm trầm nói, từng bước tiến về phía Tiêu Viêm, hắn cũng chẳng thèm tìm lấy một cái cớ khác, hiện tại hắn thầm nghĩ đem Tiêu Viêm trước mặt đánh cho chết khiếp, nếu có cơ hội, hắn thậm chí trực tiếp muốn phế đi Tiêu Viêm. Từ khi người kia đi vào nội viện đến bây giờ, hắn vốn không có một ngày an bình. Bạch học trưởng nói rất hay. Nhìn chăm chú vào Bạch Trình trước mặt, Tiêu Viêm ngoài dự đoán mọi người, cười gật gật đầu, chợt hai ngón tay vừa lật, một quả đan dược mượt mà màu đỏ sậm liền xuất hiện, hơi hơi dương mắt, nhìn Bạch Trình đối diện, mỉm cười nói: Nếu Bạch Trình học trưởng nói như vậy, Tiêu Viêm ta cũng không có làm sai, long lực đan này từ sau khi luyện chế ra, còn chưa thử qua hiệu lực của nó như thế nào, hôm nay liền cho Bạch Trình học trưởng thử xem đi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đan dược đỏ sậm trên hai ngón tay Tiêu Viêm, sau khi nghe được tên đan dược, khuôn mặt Bạch Trình chỉ một thoáng liền trở nên cực kỳ khó nhìn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo từ mình nhé.